Anh sẵn đây anh chia sẻ một cái kinh nghiệm giữa anh với Duyên đó. Nó phụ anh làm cái hội nghị phải không? Anh với nó gặp lần đầu tiên đó phải không? Tụi em đón anh với nó có mà gì đó thuận nhau, có thuận nhau không Duyên? Nó đang cười, nó không thuận nhau phải không? Có thể rằng nó có cái gì đó, cái hình ảnh nó bông là anh khó quá, ok, thì ok khó khăn quá, ok, mà nó bỏ cái cảm xúc nó qua bên, xong nó tiếp tục làm hợp đồng rồi làm mấy cái vấn đề mà nó nói bông, nó đưa giá ra bông, thì tụi anh bây giờ dĩ nhiên nó anh ký hợp đồng với nó chứ không mấy công ty kia đó bông, để làm cái hội nghị đó là tại vì là cái gì đó, cái cảm xúc của nó đó bông, nó điều khiển được không? Thấy không? Được không? Còn mấy mấy người kia anh nói với họ tại sao anh không ký hợp đồng với họ? Tại 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 sao? Anh nói y chang như anh nói Duyên thôi à? Mà tại sao anh không ký hợp đồng với họ? Tại vì anh vừa nói xong cái cảm xúc của họ bị gì? Nó lên. Mà anh có nói gì khó không? Hả? Đâu Duyên em cầm cái mic để cho mấy đứa học sinh của anh học hỏi luôn. Anh là khó không? Em nói thiệt anh đâu ngại được. Dạ, lúc đầu anh làm thì hai anh em có nói chuyện qua lại thì thật sự là có thể là lúc đầu tiên mới gặp nhau và hai người chưa hiểu nhau thì cũng có một số không phải là cự cãi mà mình nói để cho ra cái vấn đề á, thì hai anh em cũng hơi anh Tài thì khó thiệt chứ không phải là không khó, khó thiệt. Đối với em là một cái người mà làm cũng có nhiều kinh nghiệm để mà trong cái này á, thì em hiểu được là cái mà anh Tài muốn và cái mà anh quan tâm thì em cũng gặp nhiều khách hàng cũng khó, nhưng mà anh Tài là có thể là gọi là khó số 1, số 2 luôn á. Nhưng mà em chọn cách là nói chuyện với ảnh để clear được tất cả các vấn đề và hai anh em ngồi xuống để có thể đưa ra những cái phương án tốt nhất cho cái hội nghị ngày hôm nay. Đó lý do vì sao là hôm nay em ở đây để hỗ trợ anh Tài cho cái sự kiện này. Ok. Tụi em có mà thoải mái trong cái sự hội nghị này không? Cái sự kiện này không? Có thoải mái không? Ok, cũng cảm ơn em Duyên với mấy mấy người mà phụ mà Duyên đó, nó mướn mấy đúng người cho anh đó không? Thì đó là lý do nhiều người ta nói mình khó đó không? Nó có hai loại khó lận. Một cái khó đó không? Là thằng chó đẻ. Ừ, mắc dạy đó không? Nó chỉ khó nó làm phiền người ta thôi à. Đúng không? Còn một cái khó kia đó là người ta chưa thấy cái chất lượng cao như vậy. Tụi em hiểu không? Là ta không, không sao đâu. Thông cảm đi, mình làm cái chất lượng nó thấp hơn không sao. Không, tôi muốn anh muốn là cái chất lượng nó ngay đây nè, hay là hơn. Chứ hồi đó giờ anh làm cái chất lượng ngay đây nè, anh không có chịu chấp nhận là cái chất lượng nó thấp hơn. Tụi em hiểu không? Cái đó là không phải là khó. Cái đó là mình muốn tạo ra cái giá trị cao. Mình muốn là tách rời cái bản thân mình ra xa hơn mấy thằng kia mà nó làm cái chất lượng thấp. Tụi em hiểu rõ không? Cái đó không phải là khó, cái đó là mình chịu đó không? Là chịu làm cái chất lượng á, mình không có chấp nhận cái chất lượng thấp hơn. Mình đã muốn cái chất lượng nó cao gì phải không? Mình không có chịu chấp nhận cái chất lượng nó thấp hơn. Cái đó không phải là khó, cái đó là cái người ở bên họ muốn làm cái chất lượng cao, muốn làm cái giá trị cao. Ok? Thì cái đó đó, tốt mình muốn cái gì đó, mấy người xung quanh mình đó, họ có nghĩ rằng mình khó không? Dĩ nhiên, anh không quan tâm gì chuyện đó. Tại sao vậy? Tại vì á, cốt mà khách hàng của anh, tụi em là học sinh của anh mà cũng là khách hàng của anh luôn, thì cốt mà tụi em vô trải nghiệm đó, nó tốt đó, thì cái đó mới là quan trọng. Còn đó, sau lưng anh đó, người ta nghĩ anh khó là không đúng không? Cái đó anh không có quan tâm, anh không có mà quan tâm cái vấn đề đó. Tại sao vậy? Tại vì cái người sau lưng anh đó, họ không có trả tiền cho anh. Ai trả tiền cho anh? Đây, đúng rồi, tụi em ngay đây nè, chứ không phải là mấy người sau lưng anh. Ok? Tụi em hiểu không? Thì cái người mà người ta trả mình tiền đó, mình phải quan tâm á, cái tâm lý của họ, cái cảm xúc của họ. Ok? Mà trả lời đó, mình cũng không phải mắc lịch sự sau lưng mấy cái người của mình. Như anh cứ cũng mà anh ký hợp đồng với nhân viên đó,
anh hứa cũng mà nó làm tới mức nào đó, tới giai đoạn đó thì anh trả nó, thì anh trả nó, anh không cần chờ nó hỏi anh. Tụi em hiểu không? Còn mình đòi hỏi cái chất lượng cao gì, rồi xong cố người ta làm xong đó, rồi xong ta phải lại đòi hỏi tiền của mình đúng không? Cái đó mình có khó không? Có. Mình là thằng mắc dạy, tại vì mình khuyên á, mình đòi hỏi cái chất lượng gì, rồi xong cái người ta làm xong rồi cái mình không trả tiền họ. Em thấy không? Mình không làm gì được. Còn cái thằng mà nó thiệt tình, nó khó, nó mắc dạy đó không? Là nó chỉ nói gì đó không? Giờ cho ta đây thôi, cái đó cho cái tôi thôi. Ok? Nó nói xong mình không làm theo, thì cái đó mới là khó. Ok? Còn mình làm theo cái, mình đồng ý cái này, phải không? Rồi xong ta làm xong đó, mình trả tiền cho người ta đó. Ok? Thì cái đó anh không thấy cái đó là khó. Mình chỉ làm đó, mình muốn cái chất lượng cao. Ok? Xong người cút mà tụi em làm đó không? Cái lý do anh ký hợp đồng với Duyên như vậy không phải mấy đứa kia đó, là tại vì anh vừa nói ra anh muốn cái này, anh muốn A, B, C, D đó, cái nó nói anh khó quá, xong cái anh thấy cảm xúc nó cũng đang nói chuyện như đó, anh nhìn anh thấy cảm xúc nó lên rồi, anh thấy nó cái tôi nó lên rồi. Mà tụi em nghĩ coi, anh chịu trả tiền cho cái dịch vụ này, lý do gì đó em nghĩ anh khó hay không? Phải anh lại anh xin em á, là hey, tao xin mày á, cái cho tao cái khách sạn 5 sao miễn phí được không? Thì cái đó em có thể nói là mẹ khùng điên mày, khó khăn quá vậy. Còn á, cái này đó bọn anh nói hay cái dịch vụ mà cái khách sạn này nó bao nhiêu tiền? Ok. Em muốn bao nhiêu tiền này phải không? Ok, anh chịu trả. Thì cái đó có gì khó khó. Hả? Ok. Đúng rồi, mình đặt cái tiêu chuẩn cao đó không? Cái em đừng có nghĩ cái đó là khó, cái đó là mình phải, mình không chịu trả tiền cho cái chất lượng cao đó thì người ta có thể nói mình tào lao được. Còn mình chịu trả tiền cái đó, anh không thấy cái đó là gì khó. Bởi vì anh nói nhiều lần cho tụi em đó không? Tụi em đã đầu tư vô cái hội nghị này, tụi em vô đây đó, tụi em xài cái dịch vụ khách sạn, tụi em nhờ tụi anh giúp đỡ tụi em đó, hỏi câu hỏi gì đó, đừng có ngại gì chứ. Đừng có để cái đứa học sinh kế bên em hay là sau lưng em hay là phía trước em đó cười mình hay là gì chứ. Tại vì tụi em nhớ nha, tụi em mà biết rồi tụi em đâu vô đây. Tên nghĩ ra anh hay là thằng Leon hay thằng David có vô mấy cái hội nghị này không? Vô để dạy chứ không phải là vô để học. Tại vì tôi đã biết rồi. Tụi em hiểu không? Bởi của mình tụi em bỏ tiền ra, đầu tư tiền vô cái hội nghị để học cái bài học đó đúng không? Mình học cái kinh nghiệm của khác đó. Tụi em đừng có ngại để hỏi gì chứ. Ok?